Hi, xin chào chị và bạn. Hôm nay em sẽ quay một chiếc điện thoại Nokia 623 mới full hộp. Nhà bạn TOY. Bây giờ mà kiếm con này mới là khó lắm nha anh chị. Khẳng định trăm trăm. Bây giờ anh chị lên mạng kiếm thử máy cũ hỏng ga luôn, đừng nói máy mới nha. Đó. Đó. Em phải mở từ dân chị xem. Đây bên trong. Đó. Đĩa driver. Nhiều không? Mấy cái hàng zin nó đẹp ghê không, thấy không? Đĩa nó cũng nhìn xuất sắc, thấy không? Rồi. Cái màu đẹp nè. 623 em thích màu nhất nè. Nhưng mà em kiếm máy nêu không ra. Nè, màu nè. Đó. Thật sự là màu nó đẹp. Rồi. Thẻ nhớ. Không có thẻ nhớ. Cục pin 6M. New 100%. Xài chung với pin N3 anh chị. Đó. Cục sạc chua nhỏ. Quá đẹp. Tai nghe. Hai miếng con mút. Nào, máy tính. Khỏi chê luôn thiệt. Rồi, ok. Đây là cái máy nè, Teo bay. Anh biết không? Cái con 623 này á, với lại hôm bữa em quay cái 6234 á, là đặc điểm của nó là sau lưng này nè. Nè chị nè, thấy không? Đó. Nó hay bị gọi là cái nhựa của nó mình để không xài luôn thì nó cũng bị gì đó, thấy không? Hôm bữa mà em quay cái 624 mà ba cây á, cái nhựa đó là sao cũng y chang nè. Đó. Cho nên mình chơi điệu cổ mình hiểu nó, mình phải chấp nhận nó là nó là vậy. Đó. Máy này máy mới 100% nha, nhưng cái thắt lưng nó bị vậy, nhựa nó lâu năm nó bị hay là bị chảy gì đó đó đó. Bữa 624 em quay mấy cây khách cũng lấy hết rồi, không chừa cái nào luôn đó, hiểu không? Tê bay, tê bay. Rồi hôm nay em không có gắn sim nha. Đây cận cảnh nè đó. Y mày trùng nha anh chị. Nào quay thử cho anh chị xem thôi. Anh nào đang mê thích cứ chơi đi, con này không có kiếm ra mấy mình nêu ở đâu khó lắm. Vô chuông nè. Bấm phím rất là êm. 2006 16 năm trời mà có máy mới như thế này là siêu hiếm rồi. Không. Đây để nhớ.
Để nhiều bao nhiêu ghi nữa không biết nữa. Trời ơi buồn dễ sợ luôn nè, tầm 28 có tài. Nhiều khi mình nói cái thẻ trong tám mê thôi chứ bây giờ anh chị kiếm cái thẻ này không ra đâu, 1 GB 2 GB thì mua là có chứ cái thẻ này chỉ trong máy mới có thôi đó. Nè, cận cảnh nè. Mở tình thấy không? Nhìn bụi đây anh chị, lao là hết nha. Kiếm đâu ra nữa những cái máy mà 623 mới gì nữa. Hôm bữa 624 là em đăng một phát một là 3 ngày sau là không còn cái nào rồi đó. Cho nên anh nào đang đam mê thì cứ thích thì lấy luôn, đừng suy nghĩ, không có ở đâu, em thiệt. Hai loa cái này nó hay nè, nghe khỏi chê. Rồi ok, anh nào thích thì cứ alo cho em nha. Cảm ơn chị xem clip.